sẽ làm clip unboxing một ao long GT từ shop mà các bạn nhìn cái bao thì bạn cũng phải đoán được ha, là thế giới Rubik. Mình mới order này lâu, khá lâu rồi mới có cảm giác unbox con Big Q. Đây, ao long GT. Giá là 240. Sẽ mở cái hộp và cho biết cảm giác xoay như thế nào. Đây là tờ hướng dẫn. Tờ hướng dẫn này khá là mới. Rất là mới luôn. Mà đã có cả các kỷ lục thế giới được lập bằng các khớp cổ Moju và được ghi bằng tiếng Trung. Sẽ gấp này và để một góc. Thì con này nó được bao bọc rất là nhiều. Mình mở cái này ra, cẩn thận để cái này lớp này gì còn xài. Hiện tại mình cũng đã có con Tang Long mà ra trước con này một thời gian ngắn thôi, sẽ dễ để so sánh hơn vì hai con này đều đã được full silicon. Con này cảm giác xay nó khá là nhẹ so với cái khối lượng khá là nặng của nó. Con này xay thì nó không có được tiếng, không có được êm lắm. Này xay khá êm mà con này bị sticker là khá tối. Tốc độ quá trớn mà khi full silicon cấu trúc khá là phức tạp bên trong. Trúc vẫn giữ cái kiểu của ao long. Mình con ao long mình chỉ nhìn sơ thôi chứ không có để ý nhiều. Ráp vô thử cái kiểu của nó. Sticker này rất là tối luôn. Tăng long này rất là tối. Sticker kiểu chuẩn. Cái coi này 45 độ. 50 độ thì không được. Rất là mượt nhanh. Mà con này sẽ một thời gian phải cái silicon vô. Rồi mình có một đứa bạn có ao long GT thì nó xài lâu nó không silicon, chứ con này nó nặng hơn Tang Long nữa. Đã làm thử một show mình đi chơi thôi. Chơi rất là đã tay. Silicon vô rất là nhiều. Xét ra cái sinh là cáp nó có khác gì không. Cáp nó cái kiểu vậy. Trong cái con Tang Long trong nó có lỗ khá là giống nhau. Con này thì để ý nó sẽ có cái phần bo góc cạnh nhiều hơn so với con này là như là tròn luôn. Và cái vô được khá là dung móc. Một cảm giác thật là không thể tưởng tượng được khi hai con khác nhau là phải thay Cinecraft. Khá là bựa. Mà ra là kêu cũng cảm giác khá là giống nhau. Khá giống ban đầu. Con này thì chơi được khá lâu, con này thì mới mở bóc. Từ đầu thì nó sẽ có cảm giác khác. Cảm đánh giá cuối cùng của mình con này là giá thì cũng được. Sticker quá tối, tốc độ quá nhanh, quá mượt. Khớp thì nhanh,
sóc cách thì là tốt. Nói chung là con này nó tốt mà chỉ bị yếu cái là phần sticker thôi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip. Nhớ like, subscribe channel.